VAICA là mạng xã hội nhân văn, nhân quyền. VAICA là một mạng xã hội nhân văn và nhân quyền được thành lập vào năm 2018. Nó cung cấp cho các thành viên của mình một nền tảng để chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng và tìm kiếm hỗ trợ trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới. Mục đích của VAICA là tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ và hỗ trợ nhằm đẩy mạnh quyền lợi của con người và thúc đẩy sự phát triển bền vững trên toàn cầu. VAICA cung cấp cho các thành viên của mình các công cụ và tài nguyên để tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Thành viên có thể kết nối với nhau, thảo luận về các vấn đề quan trọng, tìm kiếm thông tin về các chương trình hỗ trợ, tình nguyện và các hoạt động của nhóm. VAICA cũng cung cấp cho các thành viên của mình cơ hội để tương tác với các chuyên gia trong các lĩnh vực như luật pháp, y tế và giáo dục. VAICA được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain, đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy của các hoạt động và dữ liệu của thành viên. Mạng xã hội này cũng sử dụng đồng tiền điện tử VAICA để tài trợ cho các hoạt động của nhóm và hỗ trợ các chương trình đào tạo và phát triển nhân quyền trên toàn thế giới. Với sứ mệnh phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi con người trên toàn thế giới, VAICA đang trở thành một trong những mạng xã hội nhân văn và nhân quyền được quan tâm và theo dõi.